Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Thanh Xuân sẽ dẫn cho quý vị và các bạn đi du xin đi ở Upper Canada Mall để xem thử có bất cứ một cái gì sale thật là sale on Black Friday không nha. Nếu như mọi người tưởng tượng là người khi mà Black Friday á thì có rất là nhiều sale kịch liệt, mua giá rất là rẻ. Thì hôm nay mọi người đã cùng Thanh Xuân đi xem vài món hàng trong Black Friday này nha. Nào chúng ta đi thôi. Năm mưa và xe nó. Bông hoa cái này là của 6 thôi nha. Em sao được. Lắc qua đời sâu quá trời. Bốn người của nó. Ủa gì? Chocolate. Chocolate. Đủ màu. Hi, how are you? I'm good, how are you? So that box is for 150 pounds? Yes, yeah, awesome. It's on for $45 today. $45. 45 đồng. Basket. Có gì không Linh này? Có đạt chocolate không? Đây 90% này Linh này. Hả? Có để trên bàn rồi bỏ cái dĩa đó. Nim 2.99 à, mua không? Được đó, lấy đạt chót rồi. Nhưng mà mua mấy cái này bỏ ra sao dễ thương, bỏ vô cái lấy sea salt nó ngon lắm. Cái món này không đạt min vậy sea salt đi ha. À cái này nó mới sen thôi. Lining jet này nè, điên đồ trang trí nhật nhà. Giờ mình xem nha. Black Friday sale. Bây giờ nó bán toàn đồ Christmas thôi mà. Mấy đồ khác đâu có. Nó bỏ ra. No, I don't think they're these. Này của ớt rồi. Và winner được
có gì không? Đây là tiệm bán xà phòng. Xà phòng. Vừa đánh thơm dễ sợ ha. Xà bông không. Bữa này lấy gì vậy? À cái này là hand moisture. Hair moisture. Thế này cái này có muốn mua cái này bỏ vô bồn tắm không hả? Bỏ vô bồn tắm, muốn mua cái này bỏ vô bồn tắm không? Tôi không có cái này. Thơm dễ sợ luôn. Romantic rose and lemon. Sao nhìn nó xấu quá à? Gần nó xấu à? Cái rối này. Nhìn vô một mà đặt mà mua đằng cái nhìn nó xấu quá. Để em coi coi nó có gửi cho con. Vậy á, một cây thì là 26 đồng á. Cái này bỏ vô ấy cũng đẹp. Để bà chết. Đi nó nói mà có gửi cho con. Có nó là 3 tặng mà được mua. Try to.
ngọt. Cherry.